hi các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rai Long Fitness. Và hôm nay là một buổi sáng thứ bảy đẹp trời. Hiện tại thì mình đang có mặt ở một quán cà phê, mặc dù xung quanh thì không khí nó hơi ồn một chút, nhưng mà mình sẽ làm video clip của ngày hôm nay, đó là cùng Ryan thiết kế một lịch tập nha. Rồi, ok, cái vấn đề lịch tập là một cái vấn đề mà phần lớn mọi người đều rất là lo lắng, rất là quan tâm và muốn tìm hiểu làm sao để chúng ta có được một cái lịch tập để thay đổi cho cơ thể của chính bạn. Và bây giờ cái option của ngày hôm nay thì mình sẽ đến với lịch tập là tập để tăng cân và tăng cơ cho người gầy nha. Đây, tăng cân và tăng cơ. Rồi, một cách cổ điển nhất thì mình khuyên các bạn là hãy chuẩn bị giấy và bút nha. Hãy chuẩn bị giấy và bút đi, các bạn có 30 giây để làm việc đó, và trong 30 giây đó thì sẽ là quảng cáo. Rồi thì hiện tại là có một cái quảng cáo như thế này, là trong cái chương trình tập luyện của chương trình huấn luyện viên Ryan Long thì mình có hai option cho bạn lựa chọn. Một á là tập trực tiếp với mình tại trung tâm Vietcham Fitness Yoga tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Hai là đăng ký tập luyện online. Thì cả hai vấn đề này các bạn có thể inbox trong fanpage để tìm hiểu xem về giá cả và dịch vụ của chương trình đó. Rồi các bạn đã chuẩn bị giấy bút xong chưa? Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cách thiết kế một lịch tập. Đầu tiên thì để mà những người tăng cân tăng cơ, các bạn sẽ rơi vào một trường hợp, đó là cái cơ thể của bạn nó không có quá nhiều cái trọng lượng và bạn cần phải gia tăng cái khối trọng lượng của nó. Ở đây mình giả dụ như là khi mà bạn ốm, option đầu tiên là bạn cao khoảng 1m65 một chiều cao bình quân, nhưng mà bạn chỉ nặng khoảng 50kg hoặc 55kg, cơ thể bạn quá gầy, bạn muốn tăng cân tăng cơ thì một lịch tập nó phù hợp với bạn, nó sẽ là một lịch tập tập vừa đủ để kích thích cho bạn ăn uống nhiều hơn nhưng mà không tiêu hao quá nhiều năng lượng của bạn. Rồi như vậy thì mình sẽ liệt kê cho bạn một cái lịch tập vào 2, 3, 4, 5, 6, 7, nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ cầm ra, các bạn chia ra, các bạn ghi là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Rồi bạn sẽ ngồi bạn thiết kế một cái lịch tập như thế này nha, rồi lấy giấy bút ra làm theo mình. Rồi đầu tiên chúng ta cùng quan sát là làm sao để chúng ta biết cách thiết kế một lịch tập hợp lý. Điểm đầu tiên á, phần lớn mọi người đều thiếu cơ ngực. Rồi chúng ta sẽ đưa vào cơ ngực, rồi chúng ta sẽ đưa nhóm cơ chính vào là ngực. Với người mới tập thì nó có nhiều vấn đề là còn tùy vào cơ thể của bạn thuộc dạng nào. Bạn quá ốm hay là sức khỏe hay sức mạnh của bạn như thế nào. Ở đây mình lựa chọn là một cái cơ thể bình thường thì họ sẽ phải tập luyện một tuần khoảng từ 4 buổi đến 5 buổi. Thì mình sẽ thiết kế một cái lịch tập, ở đây lịch tập khoảng 3 buổi một tuần cho những người mới bắt đầu. Cái lịch tập này các bạn có thể duy trì nó trong khoảng 2 tuần đầu tiên đến với gym và bắt đầu. Thì đây là một tập nó khá là đơn giản thôi. Rồi cái ngày mà bạn tập ngực á, thì bạn nên tập luyện với tay sau cũng được, tốt thôi. Bởi vì là khi mà bạn tập ngực á, thì cơ tay sau của bạn cũng sẽ tham gia vào đây khá là nhiều, nên mình sẽ chọn là ngực cộng tay sau nha. Rồi ngực cộng tay sau. Nhưng mà mình khuyên các bạn là trong cái khoảng ngay khi nó có một điều nữa này. Phần lớn mọi người đều mong muốn sở hữu ngực, vai, bắp tay và tay sau rất là lớn. Nhưng mà các bạn quên mất một điều là nếu bạn muốn cơ thể của bạn phát triển toàn diện hơn, phát triển một cách rõ ràng hơn mà bạn không bị dư mỡ thừa, thì mình khuyên các bạn trong một tuần, thậm chí với người bắt đầu đấy, bạn tập 3 buổi một tuần là bạn cũng nên phân phối sức và bạn tập đều toàn thân cơ thể của các bạn. Nghĩa là nếu bạn tập quá nhiều bụng, bạn đừng nghĩ là bạn tập nhiều cơ bụng là bạn sẽ có cơ bụng thon gọn và giảm mỡ. Không, tại thực chất là khi bạn tập luyện cơ bụng chỉ có khối cơ bụng của bạn nó tham gia. Còn bạn muốn giảm mỡ, đặc biệt ở phụ nữ đi, bạn muốn giảm mỡ vòng eo của bạn, bạn phải chú trọng tập nhiều hơn vòng mông, chân, đùi và tập cái thể lực. Bởi vì đơn giản là đó là những bài tập tiêu hao cho bạn lượng calo lớn. Ở đây là mình làm ví dụ về người tăng cân tăng cơ, nghĩa là trong trường hợp là cho dù là bạn ốm, bạn vẫn phải rèn luyện đầy đủ về thể lực. Và tại vì thể lực là cái nền tảng cho cái cơ thể của bạn, nên mình sẽ xếp hẳn một ngày để bạn tập chân và thể lực chung. Bạn đồng ý không? Tại như vậy bạn sẽ cải thiện được cái tim mạch của bạn. Rồi ha, cái ngày đó là ngày thứ tư, bạn sẽ phải tập chân và thể lực. Chân cộng thể lực. Ok, như vậy thì cái ngày thứ sáu chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian nghỉ ở đây, là thời gian nghỉ. Rồi ngày thứ sáu bạn sẽ tập các bộ phận còn lại trên cơ thể, đó là tay và lưng. Thì mình sẽ xếp tay và lưng chung. Bởi vì sao? Khi mà bạn tập tay và bạn tập lưng, khi bạn tập lưng á, cái cơ tay của bạn nó cũng sẽ tham gia. Lát nữa mình sẽ nói tới cái vụ bài tập sau ha. Lưng nè, cộng tay.
tay ở đây thì mình sẽ ưu tiên mình gọi nó là tay trước nha, còn cái vừa rồi á mình nói nó là tay sau. Rồi ok, bạn nhìn vô đây bạn còn thấy thiếu phần nào, đó là phần nhóm cơ vai và nhóm cơ bụng. Thì cái ngày mà bạn tập tại vì một tuần ở đây bạn có 3 ngày tập thôi, nên cái khoảng thời gian bạn sẽ phải gói gọn trong khoảng 60 phút tập luyện, và bạn sẽ không tập quá nhiều bài tập được. Nên mình sẽ gói gọn cho bạn là 2 ngày bạn tập bụng, đó là những cái ngày nghỉ. Cái ngày nghỉ ở nhà bạn không tới phòng gym, bạn có thể tập bụng tại nhà, và mình khuyên đó là một cái giải pháp thích hợp cho bạn. Tại nó ví dụ như là cái ngày mà tập chính á, bạn có thể tập trong 60 phút, nhưng mà cái ngày mà bạn nghỉ á, thì hãy cố gắng tập phụ trong vòng khoảng nửa tiếng. Trong vòng nửa tiếng đó bạn có thể tập thể lực và tập bụng để duy trì, một là thể lực của bạn, hai là làm cho cơ thể bụng của bạn trở nên săn chắc hơn. Nên mình sẽ ghi vô trong này là 2 ngày tập thể lực cộng bụng. Thể lực chúng ta gọi nó, còn gọi nó là cardio cũng được nha các bạn. Rồi, đây, chúng ta có một cái lịch tăng cân tăng cơ cho người mới 3 buổi một tuần. 3 buổi một tuần nha. Rồi, ngày thứ hai chúng ta sẽ tập ngực tay sau. Ngày thứ ba chúng ta nghỉ ở nhà thì chúng ta sẽ tập nhiều về thể lực và bụng. Ngày thứ tư chúng ta tập chân về thể lực nặng. À, thể lực nặng nó khác nha. Ghi vô đây cho nhớ. Ngày thứ năm thì chúng ta nghỉ, chúng ta lại quay lại thể lực phòng bụng. Ngày thứ sáu chúng ta tập lưng và tay trước. Thì có thể là cái tuần đầu các bạn sẽ khá là nặng, nên các bạn phải canh cái mức tạ làm sao các bạn đừng tập quá đuối trong những cái ngày đầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài. Cái ngày tập thứ hai tập ngực và tay sau, nghĩa là ở đây chúng ta sẽ chú trọng vào cái phần là chúng ta sẽ tập ngực là chính. Khi các bạn tập ngực là chính thì mình sẽ xây dựng cho các bạn tập 4 bài tập ngực và 2 bài tập tay sau, ok. Rồi ở đây chúng ta có 4 ngực và 2 tay sau. 4 ngực, 2 tay sau. Các bạn ghi nó vô như thế này. Rồi cái ngày tập nghỉ, ngày tập cardio và thể lực thì mình khuyên là các bạn nên, nhưng giống như mình nói, cái thể lực nó là nền tảng của tất cả mọi vấn đề. Cơ thể của bạn, cho dù bạn là nam hay nữ, bạn muốn đốt mỡ, muốn thon gọn hơn, bạn phải xây dựng được một cái nền tảng thể lực vững chắc. Tại vì khi đó bạn mới tập và để tiêu thụ được cái lượng calo lớn hơn. Còn vấn đề ăn uống mình nói sau nha. Rồi, cái ngày thứ ba nó là thể lực bụng, thì mình cho các bạn tập khoảng 200 calorie với các bài tập bụng. Không, 200 calorie và sau đó các bạn phải tập bụng thì nó sẽ phù hợp hơn là các bạn tập 200 calorie mà sau mà là kết hợp với tập bụng. Tại vì khi tập, các bạn tập bụng thực chất các bạn sẽ không hao nhiều calo lắm. Đây, ngày hôm nay sẽ là 200 calo cardio. Cardio cộng bụng. Thì cái khoảng thời gian này nó sẽ bằng khoảng 30 phút của bạn. Cái này bạn có thể tập tại nhà. Lát nữa mình sẽ kê ra ở trang tiếp theo là các bạn tập bài tập gì để sử dụng trong cái khoảng thời gian đó. Thì cái ngày thứ 3 và ngày thứ 5 chúng sẽ tập giống nhau. Giống nhau nè. Rồi. Nha, ngày thứ 3 và thứ 5 chúng ta sẽ tập giống nhau. Rồi tại sao mà từ trước đến giờ các bạn quen với việc là với những người mới tập, các bạn đến phòng gym các bạn tập tăng cân tăng cơ, và các bạn chỉ chú trọng vào việc là các bạn tập xây dựng cái khối lượng cơ bắp mà các bạn không chú trọng vào việc tập thể lực. Thì như mình đã nói, cái thể lực là nền tảng, các bạn muốn đẩy mạnh, đẩy tạ nhanh hơn, mạnh hơn và nâng mức tạ lớn hơn, các bạn cần phải cái hô hấp của bạn phải thật sự đủ khỏe. Bởi vì nếu mà bạn không đủ khỏe ngay trong những cái hiệp đầu và bạn không đủ sức theo, cái thể lực bạn nó không đủ sức theo cho bạn trong tới 20 hiệp. Thực chất là trong một buổi tập bạn tập ví dụ như 5 bài tập đi, mỗi bài tập bạn tập 4 hiệp thì tổng số lượng của nó là phải là 20 hiệp. Và tim mạch của bạn nó phải đủ khỏe để nó đập nhanh và nó bơm máu ở cái khối lượng nhiều liên tục trong vòng 45 phút. Đó là nền tảng thể lực, nó sẽ quyết định cho bạn những cái việc là bạn có đủ sức dai, đủ sức bền để bạn tập nhiều tạ hơn hay không. Bởi vì cơ bắp của bạn nó phát triển qua việc là bạn kích thích, bạn co duỗi nó nhiều lần trong vòng một buổi tập, chứ không phải là bạn chỉ quyết định trong vòng khoảng 2 đến 3 bài tập, mà là phải lên đến 5 đến 6 bài tập trong một buổi. Rồi như vậy, đó là cái mình nói cái tầm quan trọng của thể lực. Rồi cái ngày này thứ hai chúng ta sẽ tập bài 4 bài ngực, 2 bài tay sau. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn là chúng ta sẽ sắp xếp cái bài tập nào để nó phù hợp với ngày thứ hai. Cái ngày thứ tư thì chúng ta tập chân và thể lực nặng. Tập chân ở đây thì mình sẽ ưu tiên những cái bài cơ bản nhất. Mình sẽ ưu tiên cho bạn tập khoảng 3 bài tập chân nhưng mà 2 bài thể lực nặng. 2 bài thể lực nặng nghĩa là nó nặng thật sự, là bạn phải tốn sức thật sự và vẫn phát triển và kích thích khối cơ bắp đùi của bạn nha. 3 chân nè, cộng 2 thể lực nặng nè. Rồi thông cảm nha, cái chữ mình nó hơi xấu nha. Cố gắng có thể là bao video lại và đứng chụp hình lại màn hình để xem nha. Rồi cái ngày tập lưng
lưng là một nhóm cơ quan trọng, nó chiếm một phần lớn trên cơ thể của bạn, nó tạo sức mạnh cho bạn, tạo cho bạn cái hình V cốt đẹp, vai rộng, nó tạo cho bạn cái bụng bờ vai rộng. Nếu mà cái ngày thứ 6 thì mình nghĩ là các bạn sẽ có thể tập lưng, vai và tay trước trong một ngày, nó sẽ hợp lý hơn. Ở đây chúng ta thiếu vai. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ tập khoảng 3 bài lưng, 2 bài vai và 2 bài tay trước. Thật ra là vai và tay trước là hai nhóm cơ nó không lớn lắm, nó nhỏ nên bạn sẽ ít tốn năng lượng. Nhóm cơ lưng ở nhóm cơ lớn nó sẽ tốn nhiều năng lượng. 3, 2 và 3. Rồi, ở đây thì tại sao là cái ngày tập chân á, chúng ta sẽ tập khoảng 3 bài thôi, nó sẽ ít hơn cái ngày tập một hoặc là ngày tập lưng. Bởi vì cái ngày tập chân á, những cái bài tập chân á là bạn nâng cái khối lượng trọng lượng của nó lớn hơn và bạn sẽ tốn nhiều sức, nhiều oxy hơn những cái ngày tập ngực và cái ngày tập lưng. Rồi, ok, đây là một cái lịch tập trong một tuần. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của cái nội dung ở đây. Rồi, cái ngày thứ hai chúng ta tập bài 4 ngực hai tay sau, chúng ta sẽ tập bài gì nha. Rồi chúng ta viết tiếp qua đây. Đó, các bạn làm như vậy nè, các bạn sẽ dễ, các bạn ghi nhớ, lấy một cuốn sổ ra ngồi ghi chép giống mình, chứ các bạn đừng có ghi nhớ trong đầu, bởi vì các đầu của bạn còn phải làm việc, còn phải học tập, các bạn không thể nào ghi nhớ nổi đâu, tin mình đi. Lấy một cuốn sổ ra các bạn ghi chép lại, và mỗi tuần các bạn xem lại cái lịch tập của các bạn nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, nó sẽ lên hay nó xuống như thế nào, bạn hoàn toàn có thể theo dõi và kiểm soát nó. Rồi, ở đây chúng ta có 4 ngực hai tay sau. Ngày thứ 2. Rồi, ngực nè, 4 ngực hai tay sau. Rồi, đơn giản nhất ngày thứ 2, 4 ngực hai tay sau, các bạn có thể tập 4 bài ngực. Đơn giản là đầu tiên là hít đất. Với những người mới tập thì các bạn phải tập thạo bài hít đất, tập chuẩn để phát triển cơ ngực, nghĩa là lên xuống chậm, có kiểm soát để nó tác động cho cơ ngực. Các bạn có thể tập rộng tay. Rồi, cái bài số 2 thì các bạn có thể đẩy bài, tập bài đẩy tạ nằm, barbell bench press ha. Ở đây mình sẽ ghi đầu tiên là bust up, sau đó là BBB, mình ghi tắt nha ha. Barbell bench press là đẩy ngực tạ đòn ghế ngang. Rồi, bài tiếp theo là các bạn có thể đẩy bài, tập bài đó với cái ghế dốc lên, và bài cuối cùng các bạn có thể tập với cái ghế dốc xuống. Đó là 3 bài đơn giản nhất. Rồi, IBB và DBB. Rồi, IBB là inline barbell bench press và DBB là deadlift barbell bench press, nghĩa là bài đầu tiên là hít đất nè, bài tiếp theo là đẩy ngực ghế ngang nè, bài tiếp theo nữa là đẩy ngực ghế dốc nè, bài tiếp theo nữa, bài thứ 4 là đẩy ngực ghế dốc xuống. Rồi kết hợp với nó là các bạn có nên tập cái bài tạ đơn qua đầu như thế này nè. Đó, cho cơ nhóm tay sau, tạ đơn qua đầu ha. Rồi, tiếp nữa một cái bài tập, đó là một bài tập xây dựng cái khối cơ. Và bài cuối cùng mình khuyên các bạn nên tập trong buổi tập ngực, và tới sau các bạn có thể tập bài là hít đất, hẹp tay. Tại vì thời điểm mà bạn đuối sức rồi á, bạn tập cái bài này nó rất là thấm. Và thêm nữa là khi các bạn tập cái bài hít đất, hẹp tay này, nó tác động và nó xây dựng cái khối nhóm cơ ngực giữa của các bạn, nó rất là hiệu quả. Nên mình sẽ chọn là hít đất, hẹp tay ha. Thật ra thì nói chung là cái cách xây dựng bài tập á, nó tương đối là nó có sự khác biệt nhau ở nhiều huấn luyện viên, ở nhiều người, cũng như là nhiều cái phong cách tập luyện nó khác nhau. Nhưng mà đây là cách của mình, thì nếu các bạn thích cái cách của mình thì đây là cái cách mình sẽ xây dựng. Nếu với một người ốm đang muốn tăng cân, tăng cơ thì mình sẽ xây dựng họ như thế này. Còn vấn đề ăn thì mình sẽ nói trong video khác ha, hôm nay sẽ là bài tập thôi. Rồi, cái ngày tập thể lực và bụng á, đây 200 cardio thể lực và bụng, 200 calo cardio cộng bụng, uống một miếng cappuccino đã rồi làm tiếp. Mình tính giới thiệu cái quán này cho các bạn mà mình quên mất tên của quán này là quán gì rồi. Quán gì em? Kai Coffee ở Kai Coffee Shop. Đây, Kai Coffee Shop 177-179 Bầu Cát nha. Rồi, tiếp theo cái ngày tập 200 calo cardio vào bụng, mình khuyên là nếu ở nhà các bạn không cần phải chạy bộ nhiều, chúng ta sẽ tập những cái bài đơn giản nhất, 6 bài thôi, đơn giản các bạn tập trong khoảng tầm 20 phút. Đầu tiên là bài jumping jack, là những cái bài nhảy như thế này nè, đơn giản lắm. Rồi, cái bài này thì các bạn có thể tập khoảng tầm 4 hiệp nhân với 50 cái, nhảy 50 cái đuối á, không vừa nha. Rồi,
Bài tiếp theo, một cái bài thể lực tiếp theo đơn giản nữa là chạy nâng cao đùi tại chỗ, quá dễ luôn. Bài này mình không tin là các bạn nào không biết. Chạy cao đùi tại chỗ ha. Bài này bạn có thể tập 4 hiệp với khoảng tầm 40 cái mỗi bên chân nghe nhiều. Chứ nếu mà bạn chạy nâng cái đùi tại chỗ, bạn thấy 40 cái mỗi bên chân nó nhanh lắm. Rồi bài tiếp theo là bài chạy với gót chạm mông. Nhìn vậy thôi chứ nếu mà bạn chạy liên tục vậy nó mệt lắm. Chạy gót chạm mông. Rồi cái bài chạy gót chạm mông này các bạn cũng có thể tập 4 hiệp với khoảng tầm là 40 cái mỗi bên chân nha. Rồi còn lại hai bài tập bụng thì chúng ta sẽ tập cái bài mà cuộn bụng á, là ngồi vậy nè, các bạn gập người lên, ngồi dưới nằm dưới sàn á, các bạn gập lên, cái bài run á. Bài này đơn giản lắm thì các bạn có thể tập 3 hiệp với khoảng tầm 15 cái. Rồi và bài cuối cùng là tư thế plank, các bạn tập 3 hiệp giữ 60 giây. Ok, đây một cái lịch rất đơn giản cho các bạn. Cái ngày 200 calo thấy rõ không, ngày 200 calo cardio và cộng bụng nha, rất đơn giản cho các bạn. Rồi chúng ta qua ngày tiếp theo là ngày thứ tư, chúng ta tập chân, 3 chân cộng 2 bài thể lực mạnh. Thì cái bài thể lực mạnh á, mình nói ở đây nó sẽ là bài nhảy xa và nhảy cao rút gối. Tại vì sao mình chọn hai bài này? Thứ nhất là cái bài mà nhảy xa tại chỗ á, các bạn sẽ cực kỳ tốn sức nếu các bạn nhảy một cái khoảng cách nó dài bằng chiều cao của các bạn thôi. Dễ lắm, các bạn lấy hai cái vật nào làm móc á, hai cái điện thoại cũng được, hay là hai cái cuộn giấy cũng được, hai cuốn quyển sách cũng được. Các bạn nằm xuống, các bạn một cái, các bạn đặt trên đầu, các bạn đặt ở chân, các bạn đo khoảng cách nhảy xa bằng cái chiều dài cơ thể của bạn. Nghĩa là bạn nào bạn cao khoảng 1m7, bạn phải nhảy qua 1m7 3 hiệp như vậy, mỗi hiệp 15 cái, cực kỳ tốn sức luôn. Nhảy xa nè. Mình khuyến nghị đưa cái bài này vô trong cái ngày tập chân. Bởi vì sao? Cái ngày tập chân á, ngoài 3 bài cơ bản mình sẽ ghi ra sang ngay lập tức. Và sau khi tập 3 bài đó rồi, bạn tập cái bài nhảy xa này, thứ nhất nó gia tăng cái tốc độ cho cái chân của bạn, và nó gia tăng cái sức mạnh đột phá cho cái chân của bạn. Tại vì trong một cái khoảng khắc ngắn á, bạn phải nén cơ thể xuống để bạn quăng cơ thể đi một cái quãng đường khoảng từ 1m7 đến 2m. Cái lực chân của bạn nó phải rất lớn, và như vậy bạn sẽ đốt được calo cực kỳ nhiều. Thêm nữa là khi mà bạn quăng cơ thể bạn lên như vậy thì nhóm cơ bụng của bạn nó tham gia vào đó rất là tốt, và nó hỗ trợ bạn đốt mỡ cơ bụng. Bạn đừng nghĩ là ốm mà bạn không có mỡ cơ bụng nha. Bạn ốm, kể cả khi bạn ốm mà vẫn có mỡ cơ bụng, hay là cái cơ bụng của bạn chưa đủ săn chắc, thì đây là bài tập hỗ trợ toàn diện rất là tốt. Rồi cái bài thể lực số 2 ở đây mình sẽ ghi là nó là bài nhảy cao. Thì đơn giản thôi, bạn cố gắng bạn hụp người xuống, bạn nhảy cao, bạn với hết cỡ tay chạm được tới đâu rồi tới. Chạm được trần nhà, chạm được bóng đèn hay là cái gì đó, bạn chọn một cái điểm mà cao nhất để bạn nhảy, và bạn sẽ nhảy hết sức trong vòng 15 cái nhân 3 hiệp, nhảy lên cái nóc cao nhất, nhảy với tay hết cỡ lên trên đó nha. Rồi, hai bài, nhảy xa và nhảy cao, 3 nhân 15 nha. Ok. Rồi, còn lại 3 bài chân. Bài đơn giản nhất sẽ là bài squat. Thật sự cái bài này nó không đơn giản, tại vì nếu mà 3 hiệp á, mà các bạn tập khoảng riêng cái bài squat này, các bạn cố gắng các bạn tập 4 hiệp nha. Tại vì tính luôn cái hiệp khởi động thì nó sẽ là phải thành 4 hiệp. Hãy lựa chọn mức tạ để làm sao bạn tập 4 hiệp mà mỗi lần bạn gánh tạ là bạn sẽ tập khoảng 80% sức của bạn, để 70 đến 80% sức của bạn để bạn tập được 10 cái. Rồi ở đây chúng ta có 4 x 10. Rồi bài tiếp theo là cái bài lunge. Cái bài lunge là cái bài cầm tạ hai bên á, các bạn bước dài chân tới và thấp cái trọng tâm cơ thể của bạn xuống. Ở đây mình mở ra, mình coi, mở cho các bạn coi cái bài lunge để các bạn nhớ nè. Đợi chút nha. Đây mình mở máy tính để cho các bạn xem cái bài lunge đó đâu nha. Nhóm bài tập chân. Rồi cái bài luôn cầm tạ đơn bước nè. Này cái bài luôn nè. Này đây. Rồi các bạn lưu ý là các bạn tập bài này, các bạn cố gắng nhớ là cái bắp đùi của bạn là nó song song với sàn nhà, cái chân phía sau của bạn, cái đầu gối nó gần chạm đất nha.
bạn nên lựa chọn một mức tạ để bạn tập, để bạn bước được khoảng cỡ 8 cái mỗi bên chân, và bạn tập 3 hiệp lặp lại 8 đến 10 cái mỗi bên chân. Bài này tập này tác động vào cả cơ đùi trước, cơ đùi sau và cả cơ mông của bạn, nó rất là hiệu quả ha. Rồi bài squat thì mình nghĩ là tất cả mọi người đã biết rồi. Tiếp theo một cái bài chân nữa thì mình khuyến khích các bạn tập cái bài là đá đùi leg extension. Đây, bài đây tập đá đùi, tại vì khi các bạn tập hai bài kia các bạn cũng khá là mệt rồi đó, nên bài số 3 mình cho các bạn tập nhẹ một chút để các bạn dành sức vô bài số 4 thể lực nặng, và bài số 5 cũng là thể lực nặng là các bạn nhảy xa và bài nhảy cao. Rồi chúng ta sẽ có là như vậy là 5 bài cho buổi tập chân ha. Ở đây là 3 x 10, đây là leg extension. Ok, các bạn nhớ theo dõi video clip này kỹ nha, bởi vì nếu các bạn ghi nhầm cái chỗ nào đó thì cái lịch của bạn sẽ gặp vấn đề. Cố gắng là lấy giấy bút ra ghi lại, ghi đẹp đẹp hơn mình dùng giúp nha, bởi vì nếu mà các bạn ghi xấu các bạn hội các bạn tầm các bạn sẽ bị rối á. Mình khuyên là các bạn nên lấy một cuốn sổ nhỏ, các bạn ghi một tờ đầu tiên á là các bạn ghi lại cái lịch tập tổng cục của các bạn. Coi giùm anh coi nó vô khung hình không. Rồi cái tờ thứ hai á, cái tờ thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mỗi tờ các bạn ghi một ngày tập. Thì tiếp theo là các bạn sẽ ghi là ví dụ như các bạn tập cái bài đó, các bạn tập 3 hiệp nhân 10 cái, thì hiệp 1 các bạn tập bao nhiêu ký, hiệp 2 các bạn tập bao nhiêu ký, và hiệp 3 các bạn tập bao nhiêu ký, các bạn ghi ra. Nó sẽ rất là dễ để các bạn theo dõi. Rồi cái tuần nào đó các bạn ghi lại, sang tuần sau các bạn có thể tập lại y chang, và là bạn tiếp tục bạn theo dõi là sang tuần sau cũng tập lại y vậy, bạn có vượt qua được cái mức tạ cũ hay không ha. Rồi nếu không vượt qua được thì bạn ghi chép lại, là giả dụ như là bữa đó bạn tối đó bạn buồn buồn, bạn mới chia tay người yêu, mai bạn mất tâm lý bạn tập không được, hay là tối đó bạn thi nhậu khuya, mai bạn mệt quá bạn tập không được, bạn phải ghi chép lại nguyên nhân là tại sao tuần trước bạn tập được tại và tuần này tại sao bạn tập không được, hay là tại sao tuần trước bạn tập không được mà tuần này bạn tập tốt hơn. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với ngày tiếp theo, đó là ngày thứ năm, thì các bạn quay lại cái bài tập này nha. Cái này là ngày thứ hai nè, cái này là ngày thứ tư này, còn cái này là ngày, cái bài này là cho ngày thứ ba và thứ năm nè. Thứ ba cộng thứ năm, rồi thứ ba là cộng thứ năm là bài này ha. Lát nữa thì mình sẽ đi lại một vòng hình ảnh của tất cả các bài tập để các bạn có thể hiểu được rõ hơn cái bài tập đó các bạn sẽ tập bài gì luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với ngày thứ 6. Chúng ta sẽ tập 3 lưng, 2 tay trước và 3 vai. Thứ 6 nè, 3 lưng, 2 tay trước cộng 3 vai. Ok. Rồi, cái bài lưng đầu tiên á, là mình muốn các bạn tập á, nó sẽ là khá là đơn giản. Mình muốn các bạn tập cái bài lưng đây. Đây, mình mở các bạn lên cho các bạn xem. Thì mấy cái bài này các bạn có thể lên bodybuilding các bạn tìm, nó cũng không có khó lắm đâu, các bạn sẽ dễ dàng các bạn tìm. Rồi, bài lưng đầu tiên đơn giản nhất, nó không phải là hít xà đơn mà nó là kéo cáp rộng tay, wide rib leg pull down. Rồi, đây, nhìn nha, nào, nhìn nè, bài này nè, ha, kéo xuống nha, rồi kéo xuống nắm rộng tay nha, kéo là cho nó rộng hai cái phần nhóm cơ lưng ở đây ha. Bài tập này cực kỳ quan trọng nha, rồi không thiếu được đâu. Quay rồi, bài lưng số 1 là wide rib leg pull down 1 nè. Leg là cái cơ lưng rộng á, wide rib là cầm rộng, pull down là kéo xuống á. Rồi, bài số 2 đơn giản hơn thì chúng ta sẽ tập vào cái nhóm cơ lưng giữa. Tại vì một ngày khi chúng ta tập lưng á, chúng ta chỉ có 3 bài thôi, nên chúng ta sẽ phải tải ra làm sao để các bạn tập đều được hết. Thì mình khuyến khích á, bài số 2 á, các bạn sẽ tập bài kéo lưng. Kéo lưng hẹp với máy. Đây, còn gọi là cái bài này, gọi là bài chèo thuyền á. Đây là cái bài này. Đó, một cái máy này phần lớn là tất cả các phòng tập đều sẽ có cái máy, cái bài tập này. Các bạn cầm, các bạn kéo vô, nhớ là cái khuỷu tay, cái cùi chỏ tay ấy, các bạn phải đi qua lưng và các bạn phải giữ lại một gồng cái phần, gồng cái nhóm cơ lưng giữa của các bạn lại một xíu nha. Ok. Rồi bài số 2, seated cap round là chèo thuyền này, kéo giữa. Seated cap round
Ok. Rồi, bài số 3 mình khuyến khích các bạn tập để các bạn làm quen với những cái thanh đòn. Đó là mình khuyến khích các bạn tập bài One Arm Double Round. Đây, kéo tạ đơn một tay như thế này. Nó khá là dễ. Rồi, các bạn lưu ý với bài tập này thì hai chân của các bạn để gần như song song với nhau. Khi mà kéo lên thì cái khuỷu tay của bạn nó sẽ phải đi hướng ra sau một chút. Nhớ là giữ cái lưng thẳng nha, đừng có bạn nào cong cái lưng nha. Các bạn cong cái lưng thì cái lưng các bạn nó ảnh hưởng tới cái thắt lưng phía sau. Nhớ giữ lưng thẳng, kéo cái khuỷu tay đi lên. Tay này thì chống như băng ghế. Bài tập này tập được tạ tương đối nặng ở mỗi bên tay nha. Rồi, One Arm Dumbbell Row. Ok, vậy chúng ta có 3 bài tập tay và chúng ta có chúng ta có 3 bài tập lưng và mỗi bài thì các bạn tập khoảng 3 hiệp đến với mức tạ là các bạn tập được cỡ 10 cái. Cái mức tạ mà các bạn tập 10 cái nghĩa là các bạn tập tới cái thứ 10 là các bạn không cảm giác mà sai form hay là các bạn tập ráng nữa, các bạn tập lên được 12 nghĩa là nó mức tạ đó là ok. Nhiều bạn nghĩ là mức tạ 10 cái thì các bạn sẽ lựa chọn các bạn tập mức tạ nó quá nhẹ. Thì khi đó thì các bạn sẽ khó mà các bạn tác động vào cái nhóm cơ của các bạn được. Hãy lưu ý là tập vừa đủ nha, vừa đủ ở mức 10 cái là mệt, nó mới giúp bạn phát triển cái cơ bắp được. Rồi, tiếp theo là hai bài tay trước. Thì mình sẽ lựa chọn cho các bạn hai bài tay trước đơn giản thôi. Rồi, chúng ta sẽ có nhóm cơ tay trước, bài set. Đây, đơn giản nhất là các bạn sẽ đứng cuốn tạ đòn. Thì đây các bạn sẽ có một cái thanh đòn tạ ngắn như thế này và các bạn sẽ đứng cuốn nó lên. Các bạn cuốn lên, nhớ các bạn lựa chọn mức tạ, nhớ là cuốn lên lên và xuống chậm thôi nha, các bạn đừng có quanh tạ nha. Rồi đó, lấy cái mức tạ này nè, lên xuống chậm thôi và đừng có quanh tạ ha. Barbecue, bài số 4. Rồi, bài số 5 với tay trước thì nó cũng đơn giản hơn là các bạn sẽ ngồi tập trung. Đây là một bài tập nè, cái bài này nè nó sẽ ngồi cuốn tập trung vào cái cơ tay của các bạn tốt hơn rất là nhiều. Concentration cool nha. Nói chung mình đọc tiếng Anh nó hơi dốt, chúc các bạn ráng mà các bạn nghe nha. Ok, các bạn có thể tìm bài này, nhớ là tùy cái khuỷu tay vào cuốn lên và thả xuống chậm thôi nha, đừng có quăng tạ nhiều. Rồi, hai bài tập tay trước ha. Cái bài tập này thì các bạn có thể tập luôn phiên hai bên tay của các bạn. Muốn lưu ý là khi mà các bạn tập lưng á, các bạn cố gắng các bạn ưỡn cái ngực lên để các bạn cảm nhận và cái cơ lưng của bạn kéo ra phía sau và tập được nhiều nhất. Bởi vì nếu mà các bạn không ưỡn ngực lên á, cơ tay của bạn nó sẽ tham gia khá là nhiều và bạn sẽ mệt ngay sau 3 bài tập lưng, bạn sẽ không đủ sức đến với 2 bài tập tay. Tại vì sao mình không đưa cái bài tập vai vô trước cái bài tập tay? Bởi vì khi mà bạn tập cơ lưng á, cái nhóm cơ vai của bạn nó cũng sẽ tham gia khá là nhiều. Nên trong cái khoảng thời gian mà bạn tập cơ tay trước, cơ vai của bạn nó sẽ được nghỉ một ít phút. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 3 bài tập tay ha. Rồi, bài tập vai tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ đi nhanh nha, tại vì đây video clip nó khá là dài rồi. Bởi vì nó dài hơn nữa là nó sẽ không có phát được. Rồi, 3 bài tập vai tiếp theo được thì mình chỉ bạn luôn nè. 3 bài tập vai tiếp theo đơn giản lắm.